Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người kỹ thuật dăm cành nha, cành non, cành già nha. Thường thường thì mình dăm cành già không à, hôm nay mình thử nghiệm dăm luôn cành non. Và hiện tại là mình đang cắt bớt cái lá đi. Thường thường là mấy cái cành này nè, mấy cành này là mình không có dăm đâu, hôm nay mà mình thử nghiệm mình dăm luôn ha. Đây là cành già. Cành này thì mình cắt làm đôi ha. Thì cái này nó cũng già rồi, không non đâu. Đó, này mọi người thấy không? Đó, là nó lại có giống như nó có cái nhám nhám này rồi, là nó cũng già không non. Cái này non nè. Mình cắt hết mấy cái nhánh nhỏ này đi ha. Giá thể thì mình đã chuẩn bị cách đây 2 ngày rồi. Mình trộn bao gồm sơ dừa nè, rồi trấu sống nè, phân chuồng nè. Trấu sống, phân chuồng. Rồi, mình cho một ít đá ferric, đá mà để trồng sen đá mọi người. Cái đó là cái đá hút ẩm. Này, này cành già nè. Sau khi là mình cắt chia đoạn rồi ha, thì bây giờ mình sẽ dùng một cái dao bén ha, một cái dao bén để mà mình gọt, gọt cái phần da dập này đi, mình dạt nó đi. Đó. Đây, mọi người thấy rõ không? Rồi cho nó bén cái đường này, cái phần da dập này đi ha. Thì cả cây, cả nhánh già và nhánh non đều mình gọt, mình đều gọt hết ha. Gọt cho nó bén cái đường đi, cái phần hồi nãy mà mình bấm kéo nó bị dập á. Nó tránh, nó hạn chế được tình trạng là bị úng thối ha. Đó. Đó, rồi. Sau khi mà mình gọt đầu hết này ha. Đó, nhìn nè, vết cắt bây giờ nó sắc bén hơn rồi. Thì đợt này thì mình có thử dăm cành non ha. Dăm cành non, cành non mình cũng làm tương tự vậy, mình cũng gọt đầu hết nè. Đó. Rồi sau đó mình sẽ dùng cái nước, cái này kích ra rễ nè. Khi mà mình dăm mình thấy xài cái này ok nè. 5 ml. Nó có cái chai nhỏ nữa. Chai nhỏ cho bạn nào mà thích xài chai nhỏ ha. Thì mình xài nhiều, mình mua chai này thì nó rẻ hơn. Nguyên một chai nửa lít như vậy chỉ có 60 mấy ngàn thôi. Ở chỗ mình bán á. Thì đó mình sẽ chế ra đi một chút xíu nước nè, cái chén nhỏ nè. Cái phần đục đục này là mình bỏ thêm glutamine gold, mở vô đó. Rồi mình dùng cái que này mình quậy nè. Không có pha nước nha mọi người, mà mình cũng không ngâm luôn. Đó, sau đó ví dụ như cái cây này mình sẽ nhúng, mình cũng không ngâm ha, mình nhúng mình qua lại vậy nè. Đó, cho nó ngập ngập lên chút vậy nè, nhúng cho nó dính, cho nó dính cái đầu nó, cái ngọn cây nè, cái đó, cái phần này mình ghim xuống nè. Đó, dính như vậy là được. Mình không ngâm nha, ngâm nó dễ bị úng, mình để ra, để ra một nơi thoáng à. Đây đó, rồi mình nhúng hết. Tại vì trong đây là cái nước kích rễ rồi, mình không có pha nước lạnh nên cái này nó đậm đặc lắm. Đó. Nhúng này ha. Rồi. Mình nhúng đều hết luôn. Nhúng không có ngâm nè, nhúng xong rồi mình để lên như nè.
Kỳ này mình làm á, là mình sẽ chia ra nhánh già, nhánh già và nhánh non, để mình xem cái tỷ lệ dính nó như thế nào. Đó, mình để như này cho nó khô ráo, nó thấm vô trong cái cây ha. Nhớ là mình nhúng cái phần đầu mà hồi nãy mình gọt á nha. Những nhánh lớn á, nếu mà bạn nào kỹ á, những nhánh lớn nếu mà bạn nào kỹ á, thì mình có thể dùng keo mình trét cái phần đầu này luôn để chống nó thoát hơi nước. Rồi, và cái này á, bây giờ mình chia ra ha. Bên đây là phần tược non ha, bên đây là phần nhánh hơi già chút xíu ha. Thì cái phần này là mình đã nhúng thuốc rồi, mình đã nhúng thuốc rồi, mình để nó vào khoảng được 15 phút rồi. Thì không cần thiết là phải để quá lâu đâu ha. Nè, cái phần thuốc nó dính cho mọi người thấy không? Mình để này, thấy khô khô cái này là được rồi. Nó khô cái này là được rồi. Nó khô phần thuốc, đây là mình thấy được rồi ha. Nè, rồi vô khô rồi nè. Nó không rồi vô nó khô rồi nè. À, ví dụ như còn nếu mà mọi người có thời gian thì mọi người để tầm khoảng 30 phút. Nói chung là khoảng tầm 30 phút cho đến 60 phút ha. Thì để cho nó khô hẳn đi. Thì hôm nay mình sẽ thử nghiệm. Thì bình thường là mình sẽ dâm ở trong mát. Mình sẽ dâm trong mát. Đó. Mình đã vô cái bầu này giá thể là mình đã trộn sẵn rồi. Đó, bao gồm sơ dừa. Sơ dừa nè, trấu sống nè. Rồi đá felix á. Cái đá mà mọi người trồng xương rồng á, cái đá mà để hút ẩm á. Để nó hạn chế cái việc mà úng rễ cây con á. Thì nói chung cũng không hao nhiều đâu, một bịch mấy chục ngàn á, nhưng mà hết bao nhiêu đây là 100 chậu mà mình pha chắc khoảng 200 gram à. Mình cái này là giá thể là mình đã làm sẵn cách đây 2 ngày rồi ha. Giá thể này mình đã làm sẵn cách đây 2 ngày rồi. Trước khi đó là mình đã phun. Mình phun khử trùng á, phun mình pha lân loãng ra. Đó, pha lân loãng ra là mình đã rồi pha thêm nước nữa. Với lân với dưỡng rễ. Đó, là mình đã pha trước rồi, mình phun cách đây 2 ngày rồi. Ha. Thì hôm nay là mình sẽ thử nghiệm hai mô hình. Cái mô hình thứ nhất là mình dâm như bình thường của mình ha. Và cái thứ hai là mình sẽ để vô trong cái thùng mút và mình đậy kính lại. Mình đẩy kính trong tối lại ha, để mình thử coi cái bên nào thì cái tỷ lệ mà dâm sống nó sẽ nhiều hơn. Ở trong đây thì nó có 2 4 6 7 7 x 5 35. Trong đây là có 35 chậu nha. Vậy là còn ở ngoài này á là 65 chậu ha. Thì mình sẽ thử nghiệm ha. Và bây giờ mình bắt đầu dâm nha. Mọi người đừng có ngâm nha. Mình ngâm trong thuốc nhiều quá thì nó rất là sẽ dễ bị úng chỗ này, dập da úng nè. Mình chia ra luôn. Thì đầu tiên thì mình sẽ dâm ở trong đây trước. Đó. Thì cái nhánh già ha, mình sẽ dâm hai hàng đi, hai hàng nhánh già. Mình dâm xuống ha. Đó. Có một số bình thường mình dâm là mình sẽ cắt hết lá, nhưng mà đợt này mình thử nghiệm là mình cắt ít lá. Mình cắt mình chừa lại ít lá ha. Cái này nó đang ẩm nha, mình đã phun dưỡng rễ khử trùng ở trước đó rồi. Nó ẩm thôi, đừng để ướt nha mọi người. Không được ướt nha, giá thể không được ướt nha. Không ghim quá sâu, ghim vừa phập qua cái chỗ mà hồi nãy mình nhúng thuốc là được rồi. Mình không tưới nước nha, không tưới nước nha. Mình Gidomingon với dưỡng rễ á, mình pha sẵn đi cái phần mình nhúng rễ hồi nãy còn đó, cái mình để dành mỗi lần mình lấy cái bình xịt phun sương á. Mình nhúng nước xong rồi cái mình pha xong cái mình pha vô bình xịt đó 2-3 ngày cái mình phun giữ ẩm một lần. Rồi, phần trong đây thì mình ghim bao nhiêu đây thôi ha. Rồi tiếp theo là mình sẽ sử dụng tược non. Đó. Thì mấy cái tược nhỏ quá thì mình sẽ ghim hai nhánh. Tại vì mình chưa ghim tược non bao giờ, mình chưa biết ha. Thì mấy cái nhỏ xíu mình sẽ ghim hai nhánh. Để coi thử nó có sống không.
Còn mấy cái mà to to hơn chút thì mình ghi mật nhé. Ghim vừa qua, nhớ là mọi người ghim vừa qua thôi ha. Vừa qua cái phần mà nãy mình nhúng thuốc á, nhúng lên khoảng hơn 1 cm, 1 đến 1 1,5 đến 2 cm là được. Tại vì mình mới vừa nhúng thuốc rồi, với cái thứ hai nữa trong chậu mình đã có phun trước giữ ẩm rồi, nên mình xong là mình không có tưới nước nha mọi người. Mình không có tưới nước nha. Rồi xong. Rồi giờ mình sẽ đậy kín cái thùng này lại để hạn chế thoát hơi nước ha. Đậy lại. Rồi tiếp theo là mình sẽ dăm vô đây. Dăm vô đây. Mình dăm như bình thường ở ngoài của mình. Mình chỉ cần để trong mát là được rồi. Tại vì cái vàng của mình nó hết. Cái vàng của mình là hết chỗ để rồi, nên hôm nay mình đem vô đây mình để trong đây. Mình để cái phần chậu ương vô bầu sẵn trong đây ha. Rồi, tiếp tục mình cắm cho hết luôn. Nhánh nhỏ nè. Nhánh nhỏ mình sẽ ghim hai nhánh ha. Đợt này là mình không cắt toàn bộ lá ha. Đợt này là mình chỉ cắt giảm bớt thôi. Cắt bớt lá thôi, chứ không cắt hết ha. Nhanh đúng không? Nhanh đúng không? Mình ghim nãy giờ trong vòng có mấy phút là xong rồi. Đây. Ở trong đây tầm khoảng 24 24 6 8 8 lần 6 8 6 48. Không. Thì trong đây là mình cũng có nha, ghim nhánh già, nhánh non. Đó. Mình có ghim nhánh già, nhánh non. Thì mình sẽ biết kết quả. Thì sau khoảng 2 đến 3 tuần là cái nhánh nếu mà nó còn xanh ha, nếu mà nó còn xanh và nó nhú rễ thì mình đã biết kết quả rồi. Còn nếu mà nhánh nó héo và nó rũ xuống và nó úng, nó đổi chuyển màu á, thì mình biết là nó không ấy rồi ha. Rồi mọi người chờ kết quả nha. Chờ kết quả. Ở đây là mình sẽ cho mọi người xem là cái này là mình đã dăm được khoảng 1 tháng rưỡi và mình sang chậu được. Mình sang qua chậu chậu lớn được khoảng 1 tuần rồi ha. Tính ra này là khoảng tháng gần 2 tháng rồi. Đây, đây là cẩm thạch ha. Đó, vẫn tươi. Mình sang ở đây khoảng được 5 đến 7 ngày rồi. Đó, mình thử nhiều vòng ha. Nè. Cây đang lên rất là đẹp nha. Cây này mưa quá nè, mưa quá nó bị nè, chiều nay phun ngừa. Đó, bắt đầu nó mọc những cái mầm mới nè. Đó. Rồi. Bye bye mọi người, chúc mọi người thành công nha.